Em đang được đi xe điện ở Cửa Lò các bác nhá. Điều hòa 6 chiều rất mát luôn. Đây là cái gần biển rất mát. Ồ, mát không em? Mát nhưng mà ra đây nắng. Thôi rồi. Đấy. Bên phía tay phải này là biển này. Đây gọi là đường gì anh? Đường Bình Minh. Đường Bình Minh à? Thị xã Cửa Lò. Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tối nay tôi... xứ Nghệ. Bố ơi, tối nay ra Cửa Lò bố. Đây là mình đi... đây là mình là đang Cửa Lò rồi con. Bố Minh xong rồi mình lại ra biển đấy. Mình học dạ. Gió cho mát con. Bố. Con qua đảo. Đảo, đấy là phải đảo Lan Châu không? Đảo Lan Châu. Hôm qua hôm nọ vừa xem thời sự VTV à? À xem trên YouTube. Giới thiệu đảo Lan Châu đẹp lắm. Bố tối nay ra đây nhá. Ờ. Tối nay ra đây nhá. Bố ra đây chợ này, tối nay ra đây chợ này. Chợ hải sản Cửa Lò đây. Dạ. Ôi ghé qua chợ trai mà quên đồ ngày tháng. Vâng. Ở đâu anh, chợ này ở chỗ nào? Nó có mấy chợ đúng không? Chợ này này có chợ chợ cửa một chợ Cửa Lò nó mới biển màu đỏ đỏ ấy. Chợ mà chợ đúng dưới là chợ cá. Còn một chợ trai là đồng khô. À. Còn đó nhưng mà chợ cá là mình mua đồ dưới là mình về đó. Mình mua chắc là chợ mai anh ạ. Chợ mai. Không, nhưng mà định nghĩa là đồng dưới mình trong cái thuyền mình mua. Lá thuyền à? Đồng khô thì mình vào chợ. Mình vào chợ trại nhiều lắm. Vâng. Mai vào là cái chợ trại. Mát quá. Mai vào chợ trại không thì mình về. Đây đang chở hai hot girl đi đảo chơi đây. Hot girl hoa quả sơn lần đầu tiên được đi biển. Đây có đồi thông đẹp thế nhỉ? Nói chung là dọc ở đây thì cái bãi biển chiều dài bao nhiêu anh nhỉ? Tầm đồ nếu như mà tính là khoảng đường là 4 cây rưỡi. 4 cây rưỡi. À, 4 cây rưỡi bờ biển. Hơn 1 cây rưỡi. Vâng. Từ ngay chỗ đấy. Vào trong 1 cây rưỡi nữa. Là xuống dưới. Quảng trường phía dưới đấy đúng không? Vâng. Quảng trường có đẹp nhỉ? Còn ra đây là khoảng 3 cây nữa. Hồi đi đảo đó là mình vào lần cài đấy. Vâng. Mình mua cái gì đồ khô mình vào đây là mắm hạ có cái ngọt lắm. Làng trài. Chợ chợ làng. Chợ thế là đâu anh nhà anh bảo ở trên này à? Trên này. Lên à. Đó qua đảo ở đây đó mấy trăm mét thôi. À qua đảo lên mấy trăm mét. Mua đồ khô. Mình không mua đồ tươi, mình mua đồ khô. Mua đồ khô đi ăn, mua xong người ta đùng thông như thế này. Mua đồ khô thôi. Đồ tươi không để mai, được. Mai trời mưa to là đảo, mưa to là mình đi xe bắt đi xe riêng thôi. À. Mình đi xe ngoài hay là đi xe nhà? Em đi xe ngoài. Xe đi theo đoàn. Agribank. Nói chung là Cửa Lò đấy nó đánh đảo thì khu vực chính này là nó thiết yếu nhất. Vâng. Đó chung là đêm là phố phường nó đẹp. Vâng. Lên đẹp đẹp lên như thế. Vâng. Sáng qua năm nhà mình đến năm sáng nay 4 giờ đến đây đi ngủ cho nên chưa ngắm được. Tối nay mới ngắm. Tối là nó lên rồi. Tối nay tối lúc mấy nhìn nhá mình nhá. Đi từ 8 giờ mà 4 giờ sáng mới đến đây. 8 giờ tối. Lên đảo trong là mình vào làm trại thì nó quá. Mát không con? Vâng. Nó biến tại nhiều luôn. Đây là sân sân bóng này. Đó. Che mũ vào. Đấy, đường ở đây rất là đẹp nhá, sạch đẹp. Đất ở đây có đắt không anh nhỉ? Mặt đường này có đắt không? Mặt đường này đến tỷ một mét không? Mặt đường này mà 70 triệu một mét á? Mặt đường ấy, mét mặt đường ấy. Ô, thế không đắt nhỉ? À. Ở đây là bán theo mét vuông hay là mét mặt? Mét vuông. À thế 70 triệu mét vuông. Cái 100 mét vuông thổ bình thường 5 x 20 là 7 tỷ. Có bên trên cái một miếng ở cái chỗ khách sạn khu vực ấy. À đây đến đảo rồi đấy đúng không? Đây ra đảo đấy. 80 tỷ. 80 tỷ. Thế chứ thì nãy em nghe nhầm.
có phải là 70 triệu một mét vuông. Ví dụ 100 mét, ví dụ một thổ 100 mét vuông là 7 tỷ. Ô, một thổ được là 7 tỷ chứ mà 1.000 mét vuông nhá, 1.000 70 tỷ. 1.000 mét vuông là 70 tỷ. Đây, biển đây. Kia là cái công trình gì anh nhỉ? Ta xa xa kìa. Đây là cảng Cửa Lò này. Cảng Cửa Lò đang xây dựng à? Bên kia là cầu cá. Cầu gì anh? Cầu cá. Cầu cám à? Cầu cáng, cáng. Cầu cáng, cầu cáng. Nơi vận chuyển hàng hóa. À rồi, cầu cảng. Đây đây là cảng biển đây. Cảng biển Cửa Lò mà đang xây dựng, đây đúng không? Đây. Đây là đảo Lan Châu, vào đây có mất vé không anh? Có. À. À đây phía bên này cũng là bờ biển này đẹp quá nhỉ. Đây có thuyền thúng này. Anh chàng. Vào có gì không anh? Không, vào không có. Dạ. Con đường ngoài này tí thôi, mát thôi. Mình vào đây ở trung quân mình quay review ra này thì có. Trong này chẳng có gì đúng không? Không. Thế thôi vào làm gì? Ở đây thôi. Vâng vâng. Mình vào làng chài. Thôi. Mình vào làng chài mình chơi. Tham quan làng chài nó đẹp lắm. Làng chài trên này à? Làng chài đây này trong kia. Rồi. Đây mình tham quan. Có gì chứ đồ hải sản hay là có. Đây tức là các ly. Đây đây là bãi gọi là đảo Lan Châu các bác nhá. Đây này có nước này. Ví chu. Đây hai mẹ con mình ra mỏm đá chụp ảnh này. Đây đứng mỏm đá chụp ảnh đây. Đi đường kia, đi đường kia xuống được. Đây các bác này nhìn thấy thuyền thúng đẹp chưa? Đấy, kia là thuyền họ đang đánh bắt cá sao kìa. Như anh hướng dẫn viên anh nói là đây là cảng Cửa Lò này đang xây dựng. Rồi kia là cầu cảng để vận chuyển hàng hóa kia. Đấy cái thuyền to kìa. Thực ra thì núi thì trên em trên miền núi thì cũng chả. Nhưng mà nó có cái gì không? Thẩm quan rao vào chụp ảnh cái việc quay cái view biển đi. À, có cái gì đâu? À, không, mình vào trong ơi 30 phút. Nhà. Này, lấy số ăn đi, rồi 10 phút 15 phút ăn quay lại đó.